SD trên năm. Cậu bé 8 tuổi trở thành YouTuber có thu nhập cao nhất thế giới, Rian S. Woon, tên cũ là Rian Toys Review, là kênh YouTube dành cho trẻ em với sự tham gia của cậu bé Rian, 8 tuổi, với nội dung bao gồm các tiểu phẩm cùng gia đình và khoe bộ sưu tập đồ chơi của mình. Thu nhập của kênh này lên tới 22 triệu đô la Mỹ trong năm 2018 và đã tăng trưởng vượt bậc lên 26 triệu đô la Mỹ, tương đương 602 tỷ, trong năm 2019, trở thành kênh có thu nhập cao nhất theo Fox. Như vậy, Trung bình mỗi ngày, cậu bé kiếm được khoảng 1,65 tỷ đồng từ các hoạt động của mình. Đứng thứ hai trong danh sách là kênh Dude Perfect với thu nhập 20 triệu USD trên năm. Kênh Ryan S. bắt đầu với ý tưởng của cha mẹ cậu bé, nhằm lưu lại những khoảnh khắc của Ryan khi đang chơi đồ chơi. Tuy nhiên, kênh này bất ngờ thu hút hàng chục triệu lượt đăng ký, với nội dung được làm mới thường xuyên, nhận thấy tiềm năng từ việc làm nội dung YouTube. Bố mẹ của Ryan sau đó đã bỏ công việc chính để giúp con phát triển kênh của mình, và quyết định của họ quả thực không sai lầm. Mỗi video trên kênh này có lượng người xem trung bình đạt 50 triệu, tuy nhiên cũng có những video đột biến thu hút hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ view trên YouTube. Điển hình như vào tháng 7 năm 2015, một video của Ryan đã được đăng tải với nội dung đánh giá về một hộp hơn 100 đồ chơi từ loạt phim cast của Disney. Video đã nhanh chóng lan truyền, nhận được gần 935 triệu lượt xem.